Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 42. Đó là bài số bị chia, số chia, thương ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ở đây chúng ta có 10 bông hoa và chúng ta chia đều vào hai lọ. Như vậy chúng ta lấy 10 kem chia cho hai lọ, 10 chia 2. Như vậy mỗi lọ sẽ có 5 bông hoa. Và chúng ta sẽ biểu diễn cái phép chia là 10 chia 2 bằng 5 này. Thì cái số đầu tiên, cái số... trong cái phép chia này, số đầu tiên người ta gọi là số bị chia. Cái số bị chia là cái số lớn nhất này. Đấy. Xong rồi đến phép chia này. Rồi đến số thứ hai người ta gọi là số chia. Và cái kết quả thì người ta gọi là thương. Và cái phép chia 10 chia 2 cho 5, 10 chia cho 2 thì cũng được gọi là thương. Như vậy thương có thể là cái kết quả người ta gọi là thương, hoặc phép chia người ta cũng gọi là thương. Đây, cái phép chia 10 chia cho 2 thì cũng gọi là thương. Cơ bản ở cái bài này ấy, thì quý phụ huynh hãy nhắc các con là trong cái phép chia đấy, thì cái số đầu tiên này người ta gọi là số bị chia, rồi đến số tiếp theo là số chia, và phần kết quả thì được gọi là thương. Bây giờ chúng ta có một số các cái bài tập ở phần hoạt động. Ví dụ chúng ta có phép chia 12 chia cho 2 bằng 6, thì số bị chia là số đầu tiên này. Như vậy số bị chia là số 12, số chia là số 2, và kết quả thì là thương. Trong phép chia 20 chia cho 5 bằng 4 thì số đầu tiên này người ta gọi là số bị chia. Như vậy số bị chia ở đây là 20. Số chia là số thứ hai đây, như vậy số chia thì nó là số 5. Thương là kết quả, như vậy thương bằng 4. Các em có ghi vào thì các em dùng bút chì nhé. Tiếp theo 16 chia 2 bằng 8, số bị chia là cái số đầu tiên này. Như vậy số bị chia là 16. Số chia là số tiếp theo đây. Đấy, như vậy số chia đây bằng 2. Và thương là kết quả, thương bằng 8. Sang phép chia tiếp theo, 15 chia 5 bằng 3. Ta có đây là số bị chia là 15. Số chia là 5. Và thương là 3. Xong bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại làm cho xong bài tập số 1 nhé. Chuyển sang bài tập số 2 như sau. Chọn phép tính thích hợp. Người ta chia đều 8 chiếc bánh vào 2 hộp. Như vậy chúng ta có phép chia là lấy 8 chia cho 2 thì sẽ bằng 4. Mỗi hộp sẽ có 4 chiếc bánh. Rồi chia 10 chiếc bánh vào mỗi hộp có 2 chiếc. Hỏi được mấy hộp như vậy? Như vậy muốn biết là có mấy hộp bánh thì các em sẽ lấy là số chiếc bánh này. Các em chia cho số bánh trong một hộp thì sẽ ra được số hộp. Như vậy các em lấy 10 chia cho 2 thì sẽ bằng 5. Như vậy ở đây sẽ có 5 hộp bánh. Vậy các em sẽ nối với cái ý A. Phép toán ở đây sẽ là lấy 10 chia cho 2 bằng 5. Chúng ta sẽ nối đến ý này. Tiếp theo sang ý C. Chia đều 6 que tính thành 2 nhóm, hỏi mỗi nhóm có mấy que tính. Như vậy muốn biết mỗi nhóm có mấy que tính thì các em sẽ lấy số que tính là 6 que, các em chia cho 2. Như vậy mỗi nhóm sẽ có 3 que tính. Vậy cái ý số 3 này thì các em sẽ nối với ý C. Đấy. Như thế là chúng ta đã rất là nhanh làm xong hai bài tập 1 và bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong ấy thì các em dừng lại nhé. Tiếp tục làm cho xong, hoàn thiện cho xong các bài tập này. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo, đó là bài số 2B. Cô chuyển sang bài 2B như sau. Đây, điền số vào phần hỏi chấm đây. Phép chia này, ta có số bị chia, chia cho số chia thì được thương. Phép chia 1, đây. Cái phép chia đầu tiên là phép chia A đây. Đây, số bị 10 trong cái phép chia của ta là 10 chia cho 2 bằng 5. Thì số bị chia là 10 này, số bị chia là số đầu tiên này. Đấy, số thứ hai này là số chia này, đây là thương, được chưa? Bây giờ sang cái phép chia B.
Vậy phép chia B của chúng ta là gì? 8 chia 2 bằng 4. Như vậy số bị chia sẽ là số 8 này, số chia sẽ là số 2 này, và thương chính là kết quả này. Đấy, đây, đây chính là phép chia B này. Phép chia B là phép chia này đây các bạn. Chúng ta sẽ nhìn sang đây, chúng ta lấy phép chia B đây. Như vậy số bị chia ở đây là 8, số chia là 2, và chúng ta có thương bằng 4. Sang phép chia C. Phép chia C là phép chia này. Đây, đây chính là phép chia C. 6 chia 2 bằng 3. Thì chúng ta có đây là số bị chia, đây là số chia, và kết quả chính là thương. Như vậy số bị chia thì bằng 6, số chia bằng 2, và thương bằng 3. Các ý ABC này, ABC này chính là các cái phép chia bên này đây các bạn nhé. Đây các bạn nhìn vào các cái phép chia này, để chúng ta lấy ra trong cái phép chia A đâu là số bị chia, đâu là số chia, đâu là thương. Đấy, trong cái phép chia B này đâu là số bị chia, đâu là số chia, đâu là thương. Đấy, còn đây cũng vậy. Đây, trong ba số này thì đâu là số bị chia, đấy, đâu là số chia, đâu là thương. Để chúng ta điền vào cái bảng câu B này này. Đấy, không là không biết là lấy cái phép chia nào để chúng ta điền vào, không biết lấy số ở đâu. Chính là cái các cái phép chia ở cái IA của bài 2 đấy. Bây giờ cô và các bạn chuyển nhanh sang phần luyện tập luôn nhé. Bài tập phần này ngắn nên là cô đi luôn phần luyện tập cho các bạn. Phần luyện tập nào, bài số 1. Chúng ta có phép nhân này, từ phép nhân chuyển sang phép chia này. Ta có 2 nhân với 8 bằng 6, thì lấy 16 chia cho 2 bằng 8. Lấy 16 chia cho 8 bằng 2. Như vậy chúng ta trong cái phép chia này, trong phép chia này, ta có số bị chia là 16 này, số chia là 2, thương là bằng 8. Trong cái phép chia này, chúng ta có số bị chia là 16 này. Đây, số bị chia này 16 này. Số chia ở đây là bằng 8 này, và thương đây chính bằng 2 này. Rồi, tiếp theo sang cái phép này. Ta có 2 x 9 thì bằng 18. Như vậy ở cái phần hỏi chấm này các bạn điền cho cô số 18. Đúng không? Lấy 18 chia cho 2 thì sẽ bằng 9 này. Lấy 18 chia cho 9 thì sẽ bằng 2 này. Rồi, như vậy hỏi chấm này điền 9, hỏi chấm này điền số 2. Trong cái phép chia 18 chia cho 2 bằng 9 thì ta có số bị chia. Số bị chia chính là số đầu này. Đấy, trong cái phép chia này, đâu là số bị chia? Số bị chia là số 18 này. Số chia là số 2 này. Và thương ở đây là bằng 9 này. Ở cái phép chia 18 chia 9 bằng 2 thì ta có số bị chia là 18 này. Số chia là bằng 9 này. Thương là bằng 2 này. Tương tự, ta có 5 x 7 bằng 35. Kem lấy 35, kem chia cho 5. Này, 35 này, chia cho 5 thì sẽ bằng 7 này. Mà lấy 35 chia cho 7 thì sẽ bằng 5 này. Bây giờ kem xét từng cái phép chia này. 35 chia 5 bằng 7. Thì ở phép chia này, số bị chia chính là số 35. Số chia chính là số 5. Thương chính là 7, chính là kết quả. Ở phép chia thứ 2, 35 chia 7 bằng 5 thì số bị chia chính là số đầu này, số bị chia là bằng 35 này. Số chia thì bằng 7 này. Và thương là bằng 5. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào chưa xong thì các em dừng lại tiếp tục làm cho xong nhé. Sang bài tập số 2. Tìm thương trong phép chia, biết rằng số bị chia là bằng 10, số chia là bằng 2. Như vậy thì ta có này, bài 2A, số bị chia bằng 10, số chia là 2. 2A,
Tức là số bị chia là 10 này, số chia bằng 2 này, thì thương nó sẽ bằng 5. Như vậy chúng ta sẽ có, đây là số bị chia đúng không? Số bị chia là 10 này, số chia là 2 này, thì thương bằng 5. Như vậy từ đây kết quả này chính là thương. Từ đây chúng ta sẽ suy ra là thương bằng 5. Câu A là thương bằng 5. Câu B chúng ta có số bị chia là bằng 8, số chia là 2. Số bị chia bằng 8 này, số chia bằng 2 này, thì ta có 8 chia cho 2 bằng 4. Như vậy thương chính là kết quả. Từ đây câu B này chúng ta có thương là 4. Sang câu C, số bị chia là 10, số chia là 5. Như vậy câu C, các bạn lấy số bị chia này, số chia này, thì chúng ta lấy 10 chia cho 5 thì bằng 2. Như vậy ở đây thương chính là bằng 2. Xong bài tập số 2. Bài 2A thương bằng 5, 2B thương bằng 4 và 2C là thương bằng 2. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa xong bài tập 2, các em dừng lại, tiếp tục làm cho xong. Xong bài tập số 3 như sau. Từ 3 cái thẻ bên, em lập được các phép chia nào? Như vậy cô lấy 6 chia cho 2 thì bằng 3. Phép chia thứ nhất là lấy 6 chia cho 2 bằng 3. Phép chia thứ hai, cô lấy 6 chia cho 3 thì bằng 2. Như vậy phép chia thứ hai, 6 chia 3 bằng 2. Đây, cô lập được hai phép chia như vậy. Ở cái phép chia thứ nhất, đây, ý B. Ở cái phép chia A chính là phép chia này, 6 chia 2 bằng 3 đấy. Thì ta có số bị chia là số đứng đầu này, số bị chia sẽ là 6. Số chia là 2. Và thương chính là bằng 3. Ở cái phép chia B, đây chính là phép chia B này. Là chúng ta nhìn ở cái ý A này để các em làm này. Đấy, B này nhìn là mình nhìn lên đây này, chứ không biết là nhiều bạn không biết lấy ở đâu đâu này. Như vậy cái phép chia B là 6 chia cho 3 bằng 2, thì số bị chia ở đây là bằng 6. Số chia là bằng 3. Và thương chính là bằng kết quả đây, bằng 2. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành thêm được bài tập số 3. Chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 4. Những bạn nào mà chưa xong thì các em dừng lại làm cho xong nhé. Sang bài tập số 5 nào. À, sang bài tập số 4 nào. Từ các số bị chia, số chia, em hãy và thương ở sau đây thì em lập lòng phép chia thích hợp này. Cô có này 10 này. Số bị chia là 10. 10 chia cho 5 thì bên này nó không có cái thương nào bằng 2 cả, đúng không? Nếu mà cô lấy 10 chia cho 2, nếu cô lấy 10, cô chia cho 2 này. 10 cô chia cho 2 thì sẽ bằng 5 đúng không? 10 chia 2 bằng 5. Được không? Và lấy 15 chia cho 5 thì được thương bằng 3. 15 này chia cho 5 này thì sẽ được thương bằng 3. Có phải như này hay không? Như vậy là chúng ta lập được hai cái chúng ta lập được hai cái phép chia ở đây. Cái phép chia đầu tiên lấy 10 chia cho 2 bằng 5.
Phép chia thứ hai, kem lấy 15 chia cho 5 thì được thương bằng 3. Kem có viết vào thì kem chỉ dùng bút chì thôi nhá. Như vậy chúng ta được hai phép chia như vậy. Trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ lý thuyết và các bài tập trong sách giáo khoa của bài 42 ở trong sách giáo khoa toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu các bạn ở lớp của các em cùng vào xem kênh YouTube Mít Hạnh. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.